Wario anh em ơi. Màu xanh nhám mâm đồng. Con này biển gốc ở Kiên Giang luôn nha anh em. Mâm đồng. Con này trước giá 32 35 nữa. Nó giảm cho anh em cũ ha. Dòng Wario dòng xe nhập Indo. Máy chắc quá. Xanh nhám, nhám đen. Ngày đã báo yếu bình tại xe đậu lâu quá. Vigo đi nước rất là ngọt. 31 của năm anh em ơi. Ha, rất là tuyệt vời luôn. Anh em nào con này chắc tầm năm 2021. Không coi cái vỏ nó biết liền gì. 21 này. Này từng cái 46 cũng cuối 2021. Mập động ha. Này có tem. Rồi, anh em nào thấy khoái thì kết nối ủng hộ nha anh em. Còn anh em nào có xe thì muốn đổi thì là đem lại luôn, giao lưu bù trừ các kiểu luôn cho anh em nha.